YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn tô màu nha. Nếu các bạn thấy video hay thì hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với tô màu nha các bạn.
Vậy là mình lấy tô màu xanh nhé thôi. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Lại là mình đây. Ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn làm sao tô màu cho thật đẹp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nha. Xin chào tất cả bạn em. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nha các bạn. Những hình ảnh đối xứng đó cũng là tồn tại rất rất.
Như vậy video của mình như này kết thúc như vậy.